đến Ichuka, thành phố không kịp rồi, nhanh lên đây. Bao nhiêu Big Game 90 million, bà con đang mua rần rần trong đây, chỗ này bán giá sớm. Này là outlet của Ichuka. Mình hơi bị đói rồi, chắc đi kiếm gì ăn. Ha này cũng dễ thương ghê ha. Giờ mấy người kia đi nói chuyện. Tạm tạm. Ồ nè, bưu điện kìa, phải không? Thường khi nó tính đường mà thao này qua thao khác là nó tính từ cái chỗ bưu điện đó. Rồi mà băng qua đường hả, có nhấn gì không? Không cần phải nhấn phải không? Đó, chỗ này là một this is one of popular attraction in Australia. Người kia đang ăn kem. Bên kia qua phố cổ Ichuka nè. We are at the other side of the river Victoria. See horse rider over there. Booking office, steamer cruise. Bố không mua rượu ở đây nè. Đúng ra là mình đến đây hồi năm 2014 với Hiền, chứ không phải 2017 nhé. Lộn chứ được. Wow, mới đây mà 9 năm rồi. Ủa phải không, phải ở dưới nữa không? Khác công ty nữa hả? Còn có vụ đó nữa. No, not this one. The other side. $30 người lớn. Trẻ em dưới 14 tuổi thì 14-15 đồng. Okay. Right here. It's cool now. It's too hot outside. Đây là cân nè. Đồ cổ không mà, phố này phố cổ mà. Có cổ cái này dễ thương không? Yeah, we have 1 hour before boarding. 1 hour 15 minutes to explore around. Oh, wow. They selling this one. We have recipe. Oh, it's for firewood. So this is another steam cruise operation, the one we just saw earlier, but we went to another place already, another steam cruise agency. It's closed today. Lúc nhà mình vẫn còn đang kêu kem ăn, chưa có vô ngồi mày ăn. Kêu kem hay kêu đồ? Kem mà, quán này quán kem mà. Anh mấy lòng á.
có đúng không? Có, đúng không? Có, 22 đồng và mấy chục sen. Có em có sen nè. Con giàu lắm con. Để bán mắc cười quá, người ta nói lấy đấy muốn rồi cứ nói thì còn cố sát vô. Không, nó bán có một ly nó đã là như vậy, một ly 3 scoop thì nó là 3 scoop mà không có theo ý mình được, nó bán cái size nó là như vậy rồi. Không phải lấy cái giống như thế này này bạn ấy muốn là nó không lấy. Không có nó một bát nó đưa ra là như vậy, mẹ muốn thấp không được. Cái này mẹ nói 2 scoop cho nên mẹ không thích, mẹ nói mẹ cần không, một muỗng thôi. Không, ý nó là mình nói mình một scoop thôi nhưng mà nó múc vô. Nó múc phải đầy, nó múc phải đầy. Rồi ăn đi, ăn thử coi. 2 scoop là cái này. Ăn được thì ăn đi. Ăn trước đi. 2 scoop là cái ly này. Còn con bé này là lemon. Con cũng một scoop không? Lemon online. Ủa con strawberry hả? Steven? Steven, it's strawberry? Ok. Ủa thì Trâm cũng strawberry luôn hả? Ok. You can choose different flavor in one cup. Wow, nhà cổ. Xây dựng năm 1894. Cổ mà sao vẫn còn đẹp dữ. Tally House. Rồi quay trở lại đi tàu đây. Tàu về. Nè mỗi người chiếc xe nè, vô đây chụp cho. Hả? Cái địch móc đấy. Cái khối nó lên kìa. Hơi khói đó, rồi cái steam đó. Không lift hơn rồi đó. Giờ ổng làm ở bên Phúc là khai thác dầu mỏ phía tây của Úc. Còn ổng đi làm kêu người ta kêu ổng đến đây làm part time thôi. Làm 1-2 ngày thôi. Đó. Ổng nói ổng cũng thích cái công việc ở trên tàu nữa. Hiện giờ cái công việc hiện tại của ổng là khai thác dầu mỏ thì cũng ở trên tàu. Làm part time. Noel 25 nghỉ, Boxing Day 26 được nghỉ. Hãy đi checking around. Giờ phải đóng. Không ở 2019. Ở Mỹ 2019. Giờ không biết là mấy giờ ở đây đóng cửa ta?
Cách 5 giờ nãy không hỏi. Nhà mình ngồi chứ không có enjoy around hết. Cái góc khuất đó, cho nên nó phải tin để cho có ai chạy khúc bên đó mà gì đó thì tiếc. Nắng quá đi vô, đúng là mưa nắng thất thường, thấy mưa rợp xong đứng giờ nắng. Chỗ phòng làm việc luôn. Đi đến đó có this place. Diary. He say not done yet. And she need locking. Locker. Ý là em tạm biệt trước để em leo lên lầu chứ không phải em tạm biệt trước cái là đứng ở nô không có chưa đầu mà đi tạm biệt là không có được. Bye bye. Đang đậu vô kìa đó, đang ghim vô đó. Mình lấy cái
nó kéo cái tàu nó trong. Nó phải ship, nó phải cột dính sát với nhau mới bước lên được mà. Lên trước đi, ok, go. Phải vậy đó nó mới chắc ha. Wow, anh chiều mở cửa cột xong mới cho mở cửa đó, mang giờ ok, let's go home, bye bye. Chiều you should not copy her. Sao? Em chụp đẹp lắm rồi. Em chụp mấy em cho hai người đẹp lắm á. Nó copy bố nó mà. Lúc gì là mình không biết, mình đâu có vô đây tham quan đâu. Nó đưa cho mình coi mấy cái xe lửa này luôn mà. Tham quan hết mà. Nè, đi lên đây, đi lên đây, lên đây, lên đây. Đi từ này nè. Chỗ này hồi xưa có, bây giờ cũng có nhưng mà giờ không có ai canh hết. Mình tự xử lý đi, đi lên. Có cái museum bên đây trên cái toa xe lửa đó. Quay phim luôn cho nè. Quách chưa? Đứng lên chào các bạn. Em bây giờ đang ngồi nè. I'm from Melbourne. Nè, đây nè. Đó, xe ngựa. À, 750ml là 32 đồng, 2 lít là 45 đồng. Ủa vậy mua 2 lít sướng không? Đúng là dụ. Nó dụ, nó dụ, nó dụ. Nó dụ. Này 18 đồng này rẻ hơn nè. Có ai mua gì không? Bữa không mình mua gì mình quên rồi. Giờ không còn nhớ nữa. Thì mình mua nhiều nó lấy ra cho mình nhiều thôi. Mua cái bình này chứ rượu mời khách tới hả? Kia từ 95 đồng. Trời ơi, vô tiệm rượu kêu mua nước mắm kìa. Quá ngầu luôn. Nó nghe tiếng Việt được, nó lấy chỗ nó quét chị hai nhà tôi ra. Quậy quá nha, quậy vừa vừa thôi nha. We same. Oh, cheaper. Yeah. Oh, but I like this one. Is that one for liqueur? This one fancy, more fancy, formal, right? I like this one better. A little sweet for me, but can gotta have. It stay awesome. Smell good too. Bye bye Ichuka. Lần nó đến đây đậu xe, con chó này nó cũng sủa, nhưng mà lúc đó là có hàng rào che, là do xây nhà nó sủa, không biết phải xem the same dog or not.